Thanh niên mua có ly trà sữa mà bất ngờ hành động lạ, khiến cả quán nóng mắt. Côn như ông, quên tôi đây. Đoạn clip được một chiếc camera chạy bằng cơm ghi lại với đầy những sự bức xúc. Theo đó, thanh niên này tăm tia cô nhân viên bán trà sữa đã lâu, nên hôm nay thành thơi ngồi ngắm crush làm việc. Quán trà sữa hôm nay còn có chương trình mới, mua trà sữa được ôm. Nhân vật được ôm chính là em cún cute dễ thương, linh vật của cửa hàng. Chương trình mới siêu đáng yêu khiến khách hàng cũng hào hứng. Một ông anh vừa bước ra thì đọc được thông báo nên hí hửng lắm. Trà sữa thì đã mua rồi, ôm miễn phí ngay thôi. Cơ mà ông anh chẳng nói chẳng rằng, cún thì không ôm, lại đi ôm luôn cô nhân viên xinh nhất quán. Sau đó tỉnh bơ bảo mình nhầm. Nhầm cái gì? Khôn như ông thì quê tôi đầy. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Chỉ tội cho thanh niên cầm máy quay được quả cười đầy đắc thắng của ông anh kia, cay không làm gì được. Đúng là ông hoàng diễn xuất, chứa tẩy tranh thủ. Bảo sao người khác không nóng mắt cơ chứ. Cư dân mạng thì hóng xem diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào lắm nhá. Các bạn nghĩ gì? Chia sẻ ngay với 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nha.